Xin chào các anh yêu thích đồ đẹp của Ambe Shop. Hôm nay em làm clip giới thiệu đến các anh một mẫu sản phẩm, một chiếc ví cầm tay hoặc là có thể gọi là hộp giữ ẩm hoặc là gọi là bao da cũng được, giữ ẩm cho xì gà khi mà các anh di chuyển ra ngoài. Mẫu này có mã hàng là EZA60006. Các anh có thể ghi nhớ cái mã sản phẩm em để ở trên góc trái màn hình. Ngoài ra thì các anh có thể truy cập website ambe.vn, gõ vào ô tìm kiếm là 6006 để xem thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là hình ảnh chụp sắc nét ở các góc cạnh khác nhau. Đây là bộ sản phẩm gồm hộp hai lớp rất là sang trọng như thế này, rất là thích hợp cho các anh làm quà tặng biếu sếp, bạn bè, đối tác và đồng nghiệp luôn. Đấy, hộp bên trong được làm giả da rất là sang trọng. Ở đây là một cái sản phẩm đến từ hãng Lubinsky, một hãng rất là nổi tiếng về những mẫu phụ kiện dành cho xì gà rất là đẹp. Ở đây thì em đang có một cái bao da màu nâu. Ngoài cái màu nâu thì bên em còn màu đen nữa. Các anh có thể truy cập website ambe.vn để xem màu sắc giúp em nhé. Vân cá sấu. Đã. Đây là vân cá sấu nhé. Đấy, rất là ấn tượng và rất là đẹp, cũng như là tinh tế. Đây là em lưu ý với một số anh, đây là da công nghiệp nhé. Bởi vì là ở trong da xì gà ấy, thì sẽ không sử dụng da thật, bởi vì da thật nó sẽ để lại mùi. Chính vì vậy mùi của da thật nó sẽ ảnh hưởng đến xì gà rất là nhiều, bởi vì xì gà rất là dễ bị ám mùi. Chính vì vậy là người ta sẽ không sử dụng da thật để làm. Có rất là nhiều anh đặt câu hỏi với em là sao lại không dùng da thật mà da công nghiệp mà lại đắt như vậy, bởi vì là da thật ảnh hưởng đến chất lượng xì gà, nên chính vì vậy là không có da thật các anh ạ. Ở đây da công nghiệp cao cấp, có một số dòng da công nghiệp cao cấp rất là bền cũng như là đẹp hơn da công nghiệp rất là nhiều, da thật rất là nhiều. Đây, khóa bộ set này thì bao gồm những cái phụ kiện đi kèm tiện dụng như là một chiếc bật lửa cũng như là một chiếc dao cắt, bật lửa kho, xì gà. Cái set này thì đựng được 4 điếu. Cái set này thì đựng 4 điếu các anh nhé, bao gồm một chiếc bật lửa này và một chiếc cắt. Đấy. Chiếc cắt được thiết kế theo phong cách sư tử. Đấy. Chiếc cắt này phù hợp với ring size từ 52 đến 54. Đó. Một chiếc cắt rất là chắc chắn, cắt cực bén và cực nhạy. Đây là một chiếc khò màu mật. Nếu như mà ở bộ set màu đen thì chiếc khò sẽ màu đen, còn ở bộ set màu nâu thì chiếc khò sẽ màu mật. Ở đây chúng ta cũng có kèm theo một chiếc đục cổng bơm ga hết ga, các anh có thể tự bơm. Lửa khò 3 tia rất là mạnh mẽ. Đó. Ở đây bộ set này thì còn có thể đựng được khay chứa 4 ngăn, 4 điếu và được cố định như thế này, 4 điếu. Cũng như là khay tạo độ ẩm, khay chứa nước cất tạo độ ẩm này. Cái nắp đậy để chống xô dịch điếu ở trong như thế này. Đây là một cái van bơm nước cất vào đây ạ. Đó. Đơn giản thôi. Đây là bộ sản phẩm chính hãng của Lubinsky, rất đẹp và rất là sang trọng. Rất là phù hợp cho các anh nào mà hay di chuyển đi ra ngoài, mình di chuyển ra ngoài quán cà phê hoặc là mình hay di chuyển từ nơi làm việc cho đến văn phòng, mình mang theo thì mình mang ra ngoài môi trường không bị ảnh hưởng nhiều, nhất là cái môi trường của Việt Nam ẩm thấp và hanh khô rất là thất thường. Chính vì vậy có một chiếc hộp sẽ đảm bảo hương vị cho mình mọi lúc mọi nơi các anh nhé, và nó cũng tôn thêm vẻ đẹp cho mình rất là nhiều. Đấy. Anh nào mà kích cái sản phẩm này vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Bên em sẽ hỗ trợ giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc là các anh có thể là truy cập website ambe.vn xem hình ảnh chụp chi tiết sắc nét ở các góc cạnh khác nhau, xem màu sắc khác. Các anh cũng có thể đặt mua luôn ở trên website. Để đặt hàng nhanh thì các anh vui lòng gọi lại cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.